Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 10 cho biết chính phủ nước này đã quyết định viện trợ nhân đạo 300.000 đô la Mỹ giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gần đây ở khu vực miền Trung. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, do mưa lớn cục bộ kéo dài từ ngày 6 tháng 10, tại miền Trung, Việt Nam đã có hơn 100 người thiệt mạng, hơn 90.000 người dân phải sơ tán, hơn 130.000 căn nhà bị ngập nước, thiệt hại về tài sản vô cùng lớn. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng số tiền 300.000 đô la Mỹ ủng hộ sẽ góp phần giúp những người dân đang bị sơ tán sớm được hỗ trợ khẩn cấp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Trong thời gian tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các quốc gia và người dân đang gặp khó khăn, không chỉ bởi thiệt hại do thiên tai mà còn bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác. Mới đây, theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, đại sứ nước này đã công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai, ban đầu trị giá 100.000 đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu nhân đạo khẩn cấp của một số cộng đồng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Lifa, bão số 6. Khoản viện trợ này sẽ được cơ quan phát triển quốc tế Mỹ gửi tới Hội chữ thập đỏ Việt Nam.